Xin chào các bạn, thật vui vì các bạn đã quay trở lại kênh của mình, Yuyu Channel. Hôm nay Nguyệt mới vừa học được món mới, nấm bào ngư xám xào thịt heo. Có thể dùng thịt nạc hoặc thịt đùi, nói chung là mình mua được phần thịt nào thì mình sẽ nấu cái đó. Dĩ nhiên là thịt mua về phải rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn, to nhỏ tùy thích nha. Nhớ ướp gia vị cho thịt trước khi nấu. Cách ướp thịt thì các video trước mình có giới thiệu qua rồi, bạn nào chưa biết có thể xem lại nha. Thịt mình sẽ ướp trong 15 phút. Bây giờ rửa nấm. Khi rửa phải nhẹ nhàng, không ngâm muối, không bóp vì sẽ làm nấm bị nát. Cũng không ngâm lâu trong nước vì nấm hút nước sẽ bị nhạt đó. Nấm rửa sạch rồi sẽ vừa ăn. Cho ít dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng cho tỏi vào phi thơm. Bạn nào yêu thích kênh của mình á thì nhớ đăng ký kênh để mình có thêm động lực. Có góp ý gì hay để lại bình luận phía dưới cho mình biết nha. Cho thịt đã ướp vào xào trước cho chín. Thịt chín rồi thì mới cho nấm vào xào tiếp. Thêm một lần gia vị nữa, mỗi thứ một chút. Nhớ là chút xíu muối thôi nha, vì lúc nãy thịt mình đã ướp rồi. Xào đến khi thấy nấm xịp xuống như vậy là nấm đã chín. Chín rồi thì tắt bếp thôi. Mình không dùng hành mà sẽ thay thế bằng rau răm, hương vị sẽ rất đặc biệt. Bày ra đĩa và rắc rau răm lên mặt. Tim không ăn hành chắc sẽ ăn được rau răm chứ nhỉ? Hy vọng sự thay đổi này sẽ giúp các bạn cảm thấy ngon miệng hơn. Vậy là hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video đến thời điểm này. Chúc các bạn ngon miệng và nhớ quay lại kênh của mình vào 7 giờ tối thứ tư mỗi tuần. Bye bye!